và Phương Quỳnh. Xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, chúng ta đang bước vào những ngày chuẩn bị chào đón mùa lễ tạ ơn Thanksgiving, phải không Quỳnh? Và ai cũng chuẩn bị cho cái buổi tối, buổi cơm đoàn tụ với gia đình vào buổi tối thứ năm, thì cái món ăn gà Tây là cái món không thể thiếu được trong mỗi mâm cơm đoàn tụ của gia đình của chúng ta. Và thường thường thì chúng ta ăn có nhiều cách lắm quý vị. Có người thì ăn gà Việt Nam, tại vì mình ăn gà Tây ngán quá phải không quý vị? Có người thì nướng gà Tây, có người thì hấp gà Tây, có người thì chiên gà Tây, có rất là nhiều cách. Nhà Quỳnh thì ăn bằng cách nào? Dạ, nhà con thì thường ăn bằng cách của Mỹ truyền thống là bỏ vô nướng thôi. Bỏ vào cái oven của chúng ta và mình set cái nhiệt độ như thế nào để mình nướng con gà Tây đó phải không quý vị? Tuy nhiên như chúng tôi đã vừa thưa với quý vị, có một cách khác đó là Vân Anh thấy là có nhiều người đã dùng cái cách này và gia đình của Vân Anh cũng đã có làm, đó là mình bỏ nguyên con gà Tây vào trong một cái nồi có dầu nóng ở trong đó và chiên và ăn cũng rất là ngon. Thưa quý vị, thì vừa qua Sở Cứu Hỏa San Diego đã đưa ra thông báo khẩn cấp và khuyến cáo tất cả chúng ta, nhất là những người chiên gà Tây, phải thật cẩn thận vì những năm vừa qua đã xảy ra những tai nạn vì chiên gà Tây. Video mà chúng tôi đưa lên cho quý vị xem đó, thì cái lý do là tại vì khi mà cái nồi dầu của mình nó Quỳnh, nhiều khi mình không biết cái mình bỏ dầu, và khi mà cái dầu đó nó sôi đó Quỳnh biết không, thì nó nóng khủng khiếp lắm. Tại vì cái độ nóng của dầu đó quý vị, nó nóng hơn là cái độ nóng của nước nhiều. Cho nên khi mà chúng ta bỏ con gà Tây vào thì quý vị thấy cái video không, cái dầu nó trào ra ngoài. Và khi trào ra ngoài như vậy thì dầu quá nóng cho nên bốc lửa lên, và đã có những trường hợp là nguy hiểm đến tính mạng và cháy nhà luôn nữa. Và lúc đó thì không có cứu được. Quỳnh nghĩ là chúng ta có cái cách gì mà để mà khi chiên gà Tây nó được an toàn hơn không? Dạ, thì Phương Quỳnh có coi một cái clip của một vài năm trước, là mình có một cái cách là mình phải canh cái lượng dầu trước khi mình bỏ cái con gà Tây vô. Thì mấy năm trước là người ta có nói là quý vị chuẩn bị cái nồi nào mà quý vị để chiên con gà Tây đó, thì mình bỏ con gà Tây vô trước, xong rồi mình đo bằng cái lượng nước trước. Tức là sau khi mình bỏ con gà Tây thì mình sẽ bỏ nước vô, rồi mình lấy cái con gà Tây ra thì mình coi cái mực nước tới đâu, thì mình sẽ đánh dấu cái mực nước đó. Thì đến lúc mà mình đổ dầu vô thì mình đổ đúng cái lượng dầu vào cái mực mà mình đã canh rồi, thì mình bỏ con gà Tây vô thì dầu nó sẽ không bị trào ra và có thể ngăn ngừa những cái tai nạn có thể xảy ra. Vâng, quý vị, cái điều quan trọng là quý vị làm sao để khi mà bỏ con gà Tây vào đó, thì tại vì quý vị nhớ rằng khi mà chúng ta bỏ con gà Tây vào, tại vì thường thường mình chiên cái gì cũng vậy ha Quỳnh ha. Khi mà dầu nó đang nóng mà mình bỏ bất cứ cái vật gì vào thì nó thường thường nó hay dầu nó hay văng ra hoặc là dầu nó hay nổ. Thì quý vị thấy là nhiều khi chúng ta chiên những miếng chả giò rất là nhỏ mà nhiều khi nó cũng văng nữa. Huống hồ chi đây là một cái nồi dầu với một cái lượng dầu rất là lớn và con gà Tây rất là lớn, thành ra cái sự mà nó văng dầu ra nó rất là mạnh, thành ra Vân Anh thấy là khá nguy hiểm khi mà chúng ta chiên con gà Tây. Vui đón ngày lễ Thanksgiving nhưng mà cũng phải là thật cẩn thận phải không quý vị? Dạ đúng rồi ạ. Cảm ơn quý vị. Vâng thưa quý vị, một cái bản tin thứ hai đó là khi mà nói về Thanksgiving thì không thể nào không nhắc tới Black Friday quý vị ơi, shopping time. Black Friday shopping, thưa quý vị, một năm thì cái ngày Black Friday shopping là cái ngày mà sale lớn nhất trong năm phải không Quỳnh? Mình sẽ mua được rất là nhiều những cái món vật dụng trong nhà cũng như là những cái món quà mà cái giá rất là rẻ. Ngoài cái việc mà đi shopping để mua những hàng rẻ thì đây còn là một cái nét truyền thống trong ngày lễ Thanksgiving. Quý vị thấy không, ngày thứ năm chúng ta ăn tối với gia đình, với bạn bè đoàn tụ, ăn trên bàn thì có con gà Tây với những cái món ăn truyền thống của ngày lễ Thanksgiving. Đêm hôm đó thì mọi người đi xếp hàng dài, thật là dài. Nhiều khi không phải là chỉ mua được đồ rẻ không thôi, mà cái đó là cái thú. Thưa quý vị, và bây giờ thì chúng tôi sẽ xong thông báo với quý vị những cái cửa hàng nào với cái giờ giấc mở cửa như thế nào để quý vị tiện việc theo dõi ha quý vị ha. Thì Phương Quỳnh sẽ gửi đến quý vị những cái chi tiết đó. Quý vị ơi, thì hồi xưa đó là Black Friday là chỉ bắt đầu mở cửa vào sáng thứ sáu thôi, mà vào những năm gần đây thì Vương Quỳnh có thấy là người ta bắt đầu mở vào tối thứ năm rồi quý vị. Cho nên tối thứ năm sau khi mà mình dùng bữa tối cùng với gia đình xong là mình có thể cùng nguyên một gia đình đi shopping. Thì Phương Quỳnh có một số tiệm ở đây, là Phương Quỳnh chỉ đọc một số tiệm mà Phương Quỳnh có thôi ha.
Tiệm Best Buy là tiệm mà nó bán những cái đồ electronic mà quý Điện vị muốn tử. mua, dạ điện tử. Thì người ta đã mở cửa từ 5 giờ chiều ngày thứ năm của Thanksgiving đến 1 giờ sáng. Rồi sau đó là bắt đầu mở cửa vào 8 giờ sáng ngày Black Friday. Big Lots quý vị có thể mua những cái đồ vật dụng trong gia đình hoặc là rất là nhiều, là mở cửa từ 7 giờ sáng ngày thứ năm là mở cửa nguyên ngày luôn đến 12 giờ tối ngày thứ năm. Là coi như Big Lots mở nguyên ngày, rồi sáng thứ sáu là mở từ 6 giờ sáng đến 11 giờ tối. GameStop quý vị nào mà thích chơi game á, thì bắt đầu là mở từ 3 giờ chiều đến 10 giờ tối ngày thứ năm, rồi 7 giờ sáng đến 10 giờ tối ngày thứ sáu. Home Depot là thứ năm là đóng cửa nhưng mà sáng thứ sáu là 6 giờ sáng nó mở cửa rồi. JC Penney là quý vị có thể mua quần áo hoặc là mua những cái đồ Christmas. Jewelry, Dạ. Thì JC Penney mở cửa từ 2 giờ chiều đến 12 giờ sáng ngày thứ năm và mở cửa 12, tức là mở từ 12 giờ chiều ngày thứ năm đến nguyên ngày hôm sau luôn, nguyên ngày Black Friday luôn sẽ không đóng cửa mà quý vị. Kohl quý vị có thể mua quần áo rồi những vật dụng trong gia đình thì mở từ 5 giờ chiều đến 12 giờ đêm ngày thứ năm rồi bắt đầu mở lại 12 giờ đêm ngày thứ sáu, cho nên là mở từ thứ năm đến thứ sáu luôn. Macy là quý vị quá quen thuộc với Macy rồi, thì Macy mở từ 5 giờ chiều đến 2 giờ sáng ngày thứ năm và mở cửa lại vào 6 giờ sáng ngày thứ sáu. Target quý vị có thể mua rất là nhiều đồ, là Target mở từ 5 giờ chiều ngày thứ năm đến 1 giờ sáng và mở lại ngày thứ năm và mở cửa lại vào 7 giờ sáng ngày thứ sáu. Walmart là mở 24 tiếng luôn, quý vị đi Walmart giờ nào cũng được. Đó là một số tiệm tiêu biểu mà Phương Quỳnh vừa đọc. Vâng, thưa quý vị, như chúng tôi vừa mới thưa với quý vị đó, đi shopping ngày Black Friday không phải là để chúng ta chỉ mua những cái món hàng rất là rẻ trong năm, mà đó còn là một cái thú vui, còn là một cái nét truyền thống của ngày lễ tạ ơn của văn hóa Hoa Kỳ. Tuy nhiên, chúng ta cũng đã nghe càng ngày càng có những tin tức trong ngày lễ trong cái lúc mà chúng ta shopping Black Friday, phải không Quỳnh? Cũng có những cái tai nạn xảy ra, cũng có những cái cuộc ẩu đả xảy ra vì mọi người chen lấn quá nhiều trong cái khi mà chúng ta đi shopping đó. Cho nên Quỳnh, trong cái kinh nghiệm mà Quỳnh đi shopping trong các năm qua đó, thì Quỳnh thấy làm sao để mà mình có thể tránh cái trường hợp đó không Quỳnh, mà chúng ta vẫn có thể vui được? Phương Quỳnh nghĩ là mình plan trước, tức là mình có cái kế hoạch trước là mình nhắm mình sẽ mua cái gì, với lại cái Đúng việc rồi. gọi là đừng có là high expectation, là đừng có đặt kỳ vọng quá lớn. Giống như là cô Vân Anh nói là một cái truyền thống mình đi với gia đình thôi, nếu mà mình mua được thì rất là tốt, còn nếu mà mình mua không được thì quý vị cũng đừng có là chen chúc nhau để có những cái tai nạn xảy ra thì không hay, đúng không ạ? Vâng, thưa quý vị, Vân Anh đã thấy được những cái video, những cái lời khuyến cáo và những cái tin tức thật là đáng buồn trong những năm trước, phải không Quỳnh? Thưa quý vị, Vân Anh còn nhớ tại Walmart cách đây 1-2 năm gì đó, họ sale cái TV giá rất là rẻ, và khi mà bỏ ra thì bao nhiêu người dành dành nhau đến để lấy cái TV đó, và đã xảy ra những cái cuộc ẩu đả, bị thương tích trong người thì làm như vậy. Chúng ta mất vui trong cái mùa lễ, phải không quý vị? Mong rằng quý vị sẽ có những cái giây phút mua sắm thật là vui, và sẽ tránh được những cái điều đáng tiếc xảy ra.